Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 368 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, Giang Nam nhìn Tam Khuyết Đại Phật càng lúc càng mập mạp, hắn ậm ạ ừ gật đầu. Bây giờ tu vi của Tam Khuyết Đại Phật là đại viên mãn thiên quân, cùng nhiều đại Phật cần cù nghiên cứu 3000 đại đạo gã chiếm được trong đạo tràng Đế Tôn, định hoàn thiện đại đạo mà chứng đạo thiên quân. Gia đình Giang Nam ở lại Di Quang Thánh Cảnh mấy ngày, hòa thượng này lấy 3000 đại đạo đó nhờ Giang Nam hỗ trợ để tham ngộ. Giang Nam đành giảng pháp mấy ngày, các Phật có thu hoạch lớn lao. Qua mấy ngày, Tam Khuyết Đại Phật, các Phật cung tiễn gia đình Giang Nam rời đi, nhìn đại lộ Bảo Liễn khuất xa. Giáo chủ càng ngày càng sâu không lường được rồi. Tam Khuyết Đại Phật khẽ thở dài. Mấy ngày nghe hắn giảng hơn chúng ta nghiên cứu cả ngàn năm. Tam Đức Phật Tổ, khổ hạnh giáo chủ so với Huyền Thiên giáo chủ thì ai hơn ai? Một đại Phật vẻ mặt hoang mang nói. Ta nghe Huyền Thiên giáo chủ giảng pháp có chỗ nhiều chỗ giống với khổ hạnh giáo chủ, thế nhưng về đạo lý cao sâu thì khổ hạnh giáo chủ thâm sâu hơn một chút, khó lĩnh ngộ hơn. Huyền Thiên giáo chủ nói đơn giản dễ hiểu hơn nhiều. Tam Khuyết Đại Phật gật đầu nói. Ta cũng phát hiện điều này. Đẳng cấp như bọn họ giảng dạy đạo lý thâm sâu không khó khăn gì, khó ở chỗ giảng đạo lý từ thâm sâu đến dễ hiểu, sợ là tạo nghệ của Huyền Thiên giáo chủ về đại đạo hơn sư tôn chứ không kém đâu. Các Phật nghe vậy liền hoảng hốt. Không lâu sau, gia đình Giang Nam đến Cửu Mang Thánh Cảnh. Cửu Mang Thánh Cảnh này là nguyên thủy chi khí hỗn hợp với một di tích tiền sử trong hỗn độn biến thành tiên vực. Di tích này cổ xưa hơn, có lẽ di tích thời đại nguyên sơ. Chủ của Cửu Mang Thánh Cảnh là phu phụ Tịch Ứng Tình, bọn họ kéo trăm vạn tiên nhân chế tạo thánh cảnh, khai hoang rất huy hoàng. Cửu Mang Thánh Cảnh càng khổng lồ hơn Di Quang Thánh Cảnh, tiên quang tràn ngập, tiên khí nghi ngút. Phu phụ Tịch Ứng Tình nghênh đón gia đình Giang Nam vào Cửu Mang Thánh Cảnh chiêu đãi ân cần. Giang Nam ở lại vài ngày cùng Tịch Ứng Tình nghiên cứu 3000 đại đạo gã có được, sau đó rời đi. Phu phụ Tịch Ứng Tình tiễn gia đình Giang Nam đi. Lúc bây giờ, Mộ Vãn Tình nghi hoặc hỏi. Giáo chủ lại sinh ra một đứa bé trắng trẻo đáng yêu. Tiểu Vân Liên kia không biết là giáo chủ và nữ nhân nào sinh ra đây. Tịch Ứng Tình bật cười. Phu nhân, Tiểu Vân Liên không phải nữ nhi của Tử Xuyên. Ta xem khí vận của Tiểu Vân Liên sáng lấp lánh muôn màu, rất kinh người. Chắc đó là khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên sinh linh được yêu đãi. Ánh mắt của Tịch Ứng Tình sắc bén hơn Mộ Vãn Tình. Giang Nam chưa từng nói lai lịch của Tiểu Vân Liên cho gã nghe, nhưng Tịch Ứng Tình đã nhìn thấu hết. Gia đình Giang Nam đi qua thánh cảnh mấy người quen xây dựng, hôm nay hư không chấn động dữ dội, nguyên tháp nguyên đỉnh phát ra tiếng nổ. Hai tiên thiên linh bảo đã có vết dạn. Lúc này hỗn độn chưa hoàn toàn khai thiên hết. Đại lộ Bảo Liễn ngừng lại, Giang Nam ván mèn xe nhìn nguyên đỉnh nguyên tháp ở phía xa. Nguyên đỉnh nguyên tháp sắp vỡ nát rồi. Giang Nam nhỏ giọng nói. Không biết sau khi hai linh bảo tan vỡ thì hỗn độn có đè vỡ tiên giới hay không. Thiên Vi chỉ hướng bắc, vẻ mặt kinh hoàng nói. Lão gia, mau nhìn bên kia. Thiên Vi hét lên chói tai. Chỗ đó là đâu vậy? Tại sao tiên giới sinh ra ma địa như vậy? Giang Nam nhìn theo hướng ngón tay Thiên Vi, người run lên. Đế và tôn mạnh tay, hơi quá rồi. Giang Nam nhìn đằng trước, lòng rất rung động. Thiên Vi chỉ thấy mặt ngoài của ma địa, cảm thấy ma địa vô cùng rộng lớn. Giang Nam nhìn xuyên bản chất ma địa, phải cảm thán đế vật tôn mạnh bạo và đại trí tuệ. Đằng trước đại lộ Bảo Liễn có ma khí vô biên bốc lên. Loại ma khí này không giống với thời đại ma đạo,
đó là ma khí đối lập với tiên linh khí hoàn mỹ, chứ ma đạo đối lập với tiên đạo hoàn mỹ. Tiên đạo có 3.000 đại đạo, Giang Nam cảm ứng trong ma khí cũng có 3.000 ma đạo. Không chỉ thế, ma khí hình thành ma địa chỉ là biểu tượng, tình hình thật thì đây là ảnh chiếu của vũ trụ khác vào trong tiên giới. Bên dưới đang có không gian vô cùng rộng lớn đang được hình thành. Thiên Vi không nhìn ra, Giang Nam thì có pháp nhãn nên nhìn thấu biểu tượng ma địa. Giang Nam điều khiển xe chậm rãi đi vào ma địa. Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên thò đầu ra khỏi xe, tò mò nhìn phong cảnh ma địa. Hai nữ hài tử cảm ứng được hơi thở ma đạo hoàn toàn đối lập với tiên đạo, rất là ngạc nhiên. Ma đạo này khác với ma đạo bình thường, đó là đại đạo đối lập sáng tạo dựa trên 3.000 đại đạo tiên đạo. Về bản chất có thể phân loại trong phạm trù tiên đạo to lớn. Thiên Vi kinh ngạc nói, thật là lạ, sao lại có chỗ như vậy cơ chứ? Ma địa rất rộng lớn, to hơn tam giới gấp mấy trăm lần, bao phủ đất đai, trời sao tiên giới vô ngần, tràn ngập ma khí ma đạo, đối lập với 3.000 đại đạo tiên đạo. Bất cứ sự vật gì tại đây như mặt trái với tiên giới, quy tắc ngược ngạo như trong gương vậy. Giang Nam đứng trước rèm xe đại lộ Bảo Liễn, mỉm cười nói, phu nhân, cái nàng thấy chỉ là một góc ma địa, là tạo xâm nhập tiên giới hình thành ma địa. Cảnh tượng thật sẽ làm cho phu nhân vô cùng rung động. Giang Nam đột nhiên phất tay, mặt đất ma địa bị hắn san bằng, ức vạn dặm đất đai đã biến mất hết. Đất đai biến mất, cảnh tượng dưới mặt đất hiện ra, dưới chân bọn họ là mô thai khổng lồ, mô thai vũ trụ. Mô thai này siêu dày, giấu bên trong tiên giới, bên dưới tiên giới. Đằng sau mô thai là trời sao vô tận, trời trăng sao vận chuyển trong đó, nhưng trên dưới đảo ngược như mặt gương, phản chiếu phong cảnh tiên giới vào vũ trụ đó. Nơi đó tràn ngập ma khí, so với vũ trụ tiên đạo thì chỗ này hoang vắng hơn, cuồng dã hơn, hồng hoang, dã man, hiểm ác hơn. Không biết có bao nhiêu tiên thiên sinh linh tự sinh ra, so với tiên thiên sinh linh thời đại tiên đạo thì những sinh linh này do ma đạo dưỡng dục, kiêu dũng hiếu chiến, tràn ngập dục vọng, phá hư và hủy diệt. Vũ trụ này không ngừng khuếch trương ra ngoài. Thiên Vi, Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên ngạc nhiên nhìn, nỗi lòng vô cùng rung động. Giang Nam dục xe vào mô thai ngăn cách tiên giới và vũ trụ này, hắn tán thán. Đế và Tôn thật là tồn tại trước giờ chưa từng có, từ trước kia đã để lại hậu chiêu, lợi dụng tiên giới khai thiên vũ trụ khuếch trương, thời đại tiên đạo trong hỗn độn phản chiếu vũ trụ khác thành thời đại ma đạo. Tiên ma đối lập kiềm chế lẫn nhau, thúc dục sinh trưởng, chế hoành và phụ tá. Hai vũ trụ vận chuyển, người khắc chế ta, ta khắc chế lại ngươi, thế nhưng lại dựa vào nhau. Dù tiên thiên pháp báo, tiên thiên linh báo đều tan vỡ thì vũ trụ tiên đạo, ma đạo sẽ tiếp tục tồn tại không sụp đổ. Thiên Vi và hai nữ hài tử u cạc cạc mà nghe. Vũ trụ tiên đạo, vũ trụ ma đạo đều thuộc về thời đại tiên đạo, đối lập với nhau, giống như phong cảnh trong và ngoài gương, nhưng có điều khác lạ. Ở ngoài gương, vũ trụ tiên đạo phát triển hơn, hoàn thiện hơn. Vũ trụ ma đạo trong gương cũng sẽ phát triển và hoàn thiện y như vậy, hai bên cùng khuếch trương ra ngoài. Nếu như vũ trụ ma đạo là ngoài kính thì ma đạo phát triển hoàn thiện phần nào, vũ trụ tiên đạo cũng sẽ hoàn thiện như thế. Hai vũ trụ đối lập ảnh chiếu vào nhau, khắc chế nhau, hình thành thế bổ sung, như cùng một điểm mà hai quả cầu song song nhau. Quả cầu bên này được bao nhiêu không khí là quả cầu bên kia cũng như vậy. Tiết tấu phát triển đại đạo của hai vũ trụ sẽ không giống y như nhau, nên hai vũ trụ không ngừng phát triển biến đổi. Hai vũ trụ do đó ổn định sinh trưởng. Dù không có tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo chống đỡ, thiên địa càn khôn cũng không bị sức nặng bản thân đè bẹp. Hơn nữa, hai vũ trụ thuộc thời đại tiên đạo, phản chiếu mặt gương vào nhau rồi lại tự mình thay đổi phát triển, nên thời đại tiên đạo mãi mãi tiến hóa. Theo cách nghĩ của Đế và Tôn thì tiên đạo mãi mãi thay đổi phát triển, đại đạo vĩnh viễn không suy vong, thế thì tịch diệt kiếp sẽ không bao giờ đến. Hai người Đế và Tôn bài bố bỏ vốn lớn, thủ đoạn cao siêu, làm cho Giang Nam khen không dứt miệng, rất khâm phục. Đế và Tôn xứng đáng là trí giả, không chừng bọn họ thật sự có thể khiến cho tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được. Giang Nam rất vui mừng, cười nói với Thiên Vi, nếu không có tịch diệt kiếp
thì không còn đại hủy diệt, không có nhiều sinh ly tử biệt bi thảm, sẽ không có chấp niệm của các đạo quân chuyển thế không thể tiêu trừ. Nếu có ngày nào đó thì ta sẽ về hưu, không nhúng tay vào chuyện gì bên trong tiên giới nữa, yên ổn làm Nguyên Thủy Thiên Tôn, không làm Đại Thiên Tôn ta cũng vui mừng. Những chuyện khác sẽ cứ giao cho hậu nhân giải quyết, nàng và ta đứng ở bên ngoài thăm viếng bạn cũ, bái phỏng đế và tôn bất không, tâm sự đạo, bàn luận pháp cũng là chuyện vui. Thiên Vi cười nói, nếu như ngày đó đến, thiếp thân cũng sẽ rất vui mừng. Giang Nam cười lớn, cảm thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm. Giang Nam nói, hy vọng ngày đó sẽ mau đến, không còn phân tranh nữa. Đại lộ Bảo Liễn đi trong vũ trụ ma đạo, phong cảnh ác liệt nhưng bên trong chứa vẻ đẹp, phong tình đặc sắc, làm người lưu luyến quên nối về. Vũ trụ ma đạo nhỏ hơn vũ trụ tiên đạo nhiều, bởi vì đa số thế lực tiên đạo đi đường chính thống, ma đạo thì hiếm ai đi đường ma tiên. Thật lâu sau, đại lộ Bảo Liễn chạy qua các thánh cảnh trong vũ trụ ma đạo. Đã có người phát hiện vũ trụ ma đạo và chú ngụ trong đó, chế tạo thánh cảnh, khai thiên thế lực. Trong những thánh cảnh ma đạo có khá nhiều chủ nhân xuất thân từ Huyền Châu, đa phần là cường giả dưới tay Kế Đô Ma Tổ và La Hầu La. Năm xưa, hai đạo tổ ma đạo có 3.000 tiên thể dưới tay, bây giờ đã là nhân tài đứng vững một góc trời. Trừ bọn họ ra, có thế lực khác cũng phát triển chỗ này, vươn xúc tu đến vũ trụ ma đạo, chế tạo thực lực của mình, thu nhận tiên thiên sinh linh, khuếch trương thế lực. Một chủ thánh cảnh nghe tin, vội dẫn cường giả thuộc hạ chống khua chiêng nghênh tiếp gia đình Giang Nam. Bệ hạ, Kế Đô Ma Tổ đang tấn công một vô thượng ma cánh, định khai sáng nó làm vô thượng thiên cho ma tổ chú ngụ. Chủ thánh cảnh đó khom người nói, nếu ma tổ biết bệ hạ đến chắc sẽ rất vui mừng. Giang Nam kinh ngạc hỏi, sao, vô thượng cảnh sao? Giang Nam kêu chủ thánh cảnh đó dẫn đường, dục đại lộ Bảo Liễn chạy theo. Vô thượng ma cánh tụ tập tinh hoa khai thiên của vũ trụ này, sinh ra rất nhiều nguyên thủy chi khí, có ảnh chiếu tiên thiên pháp báo rơi vào trong đó, sinh ra sinh linh ma đạo cường đại, bẩm sinh mạnh mẽ. Nơi đó có chỗ hiểm yếu, tiên thiên nhiên hình thành sát trận và cấm chế, uy lực cực mạnh. Chúng ta vô tình phát hiện nó, nhiều người tử thương, thế nhưng không tấn công vào trong được, vì vậy kinh động ma tổ đại nhân. Ma tổ đại nhân đứng từ xa xem, rồi nói với chúng ta, đây là khởi điểm ma đạo hưng thịnh, thích hợp để cho ma tổ cư ngụ. Tiên thiên sinh linh tập hợp khí vận thiên địa, sinh ra thích hợp làm tọa kỵ cho lão nhân gia ma tổ đại nhân. Đại lộ Bảo Liễn chạy mất một tháng mới đi vào vô thượng ma cảnh mà chủ thánh cảnh kia đã kể. Giang Nam dương mắt nhìn, ở phương xa một mảnh vũ trụ hồng hoang mới mở, địa thủy phong hỏa dâng lên chưa từng được bình định. Hồng mông lung tung, huyền hoàng nhị khí lên xuống chìm nổi. Đôi khi xuất hiện cảnh tượng khai thiên, có khi là cảnh tan vỡ sụp đổ, làm người ta sợ hãi. Ở chỗ đó, ma khí rất dày nặng, dưỡng sinh ra nhiều ma đạo thiên nhiên, như dòng ngủ đông, các loại ma đạo linh khí tràn ngập hóa thành năng lượng địa thủy phong hỏa. Ma hỏa đốt sụp chư thiên, ma linh chi dịch biến thành sông ma cuồn cuộn, biển ma dao động, gió đen cuốn ngôi sao, đất ma chấn động tan nát. Đây là nơi vô cùng hiểm ác, tràn ngập nguy hiểm. Những ma đạo trời sinh ngủ đông kết nối địa thủy phong hỏa thành các sát trận, cấm chế bẩm sinh cực kỳ sắc bén, vô tình xúc động nó có thể sẽ bộc phát sát khí diệt tuyệt tất cả. Ở chính giữa vô thượng ma cảnh có một mảnh đất lành, bên ngoài là sát khí âm trầm đáng sợ, bên trong là hoa nở chim hót như thánh cảnh. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, giang sơn gấm vóc, có nguyên thủy chi khí và các loại linh khí gột rửa như mây. Giang Nam lên tiếng khen, thật là nơi tốt mà. Bên ngoài giấu 3.000 sát khí có thể kết hợp với hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, biến thành hiểm địa số 1 thiên hạ, thậm chí có thể diệt đạo quân. Giang Nam cười nói, bên trong là vô thượng ma đạo thánh cảnh, nơi đạo tổ cư trú, là nơi đạo quân nổ lên. Kế Đô mà chiếm được chỗ này, tham ngộ 3.000 đại đạo ma đạo thì có hy vọng trở thành đạo quân. Trong vô thượng ma cảnh có đại ma thần trời sinh, là sinh linh biến ra từ ma khí âm trầm nhất. Nguyên thủy chi khí được thiên địa khí vận vũ trụ ma đạo sinh ra. Tiên thiên sinh linh đó là một con mặc ngạn biến thành hình người. Hiện giờ tu vi của con mặc ngạn này không cao,
Thế nhưng bẩm sinh thần thánh, khống chế ma đạo nơi đây, lại điểm hóa rất nhiều tiên thiên sinh linh. Trời tính mặc ngạn, có thể điều khiển mọi trận pháp, cấm chế của vô thượng ma cảnh này, phát huy ưu lực thánh cảnh. Kế đô ma tổ gặp trắc trở rất lớn. Kế đô ma tổ lấy hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ ra, một mình lao vào vô thượng ma cảnh. Mỗi lần đi qua một khu vực là luyện sát khí nơi đó vào sát đạo đồ, biến thành một cánh cửa. Giờ phút này, kế đô ma tổ đã luyện hóa hơn một nửa 3000 sát khí trong vô thượng ma cảnh, sắp luyện hóa hoàn toàn vô thượng ma cảnh này. Kế đô ma tổ có hùng tâm, quyết luyện hóa nơi này làm nơi chứng đạo, thành đạo của mình. Kế đô ma tổ liếc thấy đại lộ bảo liễn thì lắc người rời khỏi vô thượng ma cảnh. Một luồng ma quang đáp xuống trước đại lộ bảo liễn, chào hỏi Giang Nam và Thiên Vi. Hải Nhi bái kiến phụ thần, mẫu hậu. Kế đô ma tổ thấy Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên liền kinh ngạc hỏi: ta biết Tình Nhi muội muội, thế nhưng đứa bé này là ai? Thiên Vi trả lời: là nghĩa nữ phụ thân ngươi vừa nhấn, tên là Vân Liên, sinh ra từ khai thiên khí vận, là công đức. Giang Nam lên tiếng: kế đô, ngươi lo thu vô thượng thiên kia trước đi. Kế đô ma tổ không người vâng dạ, biến thành luồng ma quang rơi vào hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ, dốc sức thúc dục sát đạo đồ, đẩy uy lực lên đến tột đỉnh. Thoáng chốc, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ bao phủ nguyên vô thượng ma cảnh, va chạm với thiên nhiên trận pháp cấm chế, luyện các trận pháp cấm chế vào sát đạo đồ. Cách làm này hao phí pháp lực tinh thần rất lớn, nhưng có Giang Nam ở bên ngoài, kế đô ma tổ không lo gì nữa, dốc hết sức ra. Mấy ngày sau, kế đô ma tổ luyện hóa hết 3000 thiên nhiên trận pháp và cấm chế, lao vào vô thượng ma cảnh. Giây lát sau, Mặc Ngạn bị đánh trở về nguyên hình, đám tiên thiên sinh linh bị chấn áp. Mặc Ngạn cõng kế đô ma tổ đi ra vô thượng ma cảnh, cung nghênh phu phụ Giang Nam vào trong. Kế đô ma tổ nhảy xuống Mặc Ngạn, mời Giang Nam và Thiên Vi ngồi ghế trên. Kế đô ma tổ khom người vái: phụ thân, mẫu hậu, sau này Hải Nhi sẽ định cư tại đây, không thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh người, xin phụ mẫu thứ lỗi cho. Giang Nam kêu kế đô ma tổ đứng dậy, cười nói: người được vô thượng ma cánh, hoàn thiện 3000 ma đáo, ngồi vững ghế đạo tổ ma đáo. Chờ ngươi hoàn thiện 3000 ma đáo, chính là đại đạo quân ma đáo. Ta mừng cho ngươi. Đế và tôn sắp xếp thâm sâu trí tuệ, theo ta thấy phạm vi đạo quả hai người đó bao phủ chắc cũng bao gồm chỗ này. Kế đô ma tổ gật đầu, huơ tay, ma đạo biến thành ma kính trước mặt. Kế đô ma tổ nói: xin phụ thần nhìn xem, một nửa đạo quả của đế và tôn ở trong ma giới. Chúng ta hoàn thiện ma đạo là làm giá y cho đế và tôn, mặc cho chúng ta thông minh trí tuệ đến đâu cũng không vượt qua bọn họ được. Giang Nam nhìn vào gương, trong ma kính chiếu trung tâm của ma giới có hai đạo quả to lớn không gì sánh bằng. Đạo quả đó khổng lồ, bao phủ mấy trăm vạn ngân hà. Rễ của thế giới thụ hồng mông thanh liên vươn ra từ đạo quả, các rễ cây thô to cỡ ngân hà, tinh hệ khuấy động ngôi sao. Đó là rễ nguyên thần của đế và tôn đâm vào vũ trụ ma đạo, hấp thu đạo và lý bên trong ma đạo. Cảnh tượng này cực kỳ rung động. Đạo quả của đế và tôn một nửa ở trong vũ trụ tiên đạo, một nửa khác ở vũ trụ ma đạo, hấp thu đại đạo vũ trụ tương ứng. Hai đạo quả này hình thành là đế và tôn sẽ trọng sinh, sống lại từ cái chết. Đạo quả của người ta giúp sức bảo vệ, đạo quả của đế và tôn thì siêu cường đại. Nguyên thần là pháp bảo mạnh nhất. Năm xưa nguyên thần của đế và tôn tuần du vô nhân cấm khu, chấn áp trong cấm khu, không ai dám ló đầu ra. Có thể tưởng tượng nếu hai đạo quả này trưởng thành thì thực lực của đế và tôn sẽ đến trình độ nào. Vũ trụ ma đạo hay vũ trụ tiên đạo, ma tiên hay tiên nhân, bọn họ hoàn thiện tiên đạo, sáng tạo tiên đạo đều trở thành chất dinh dưỡng cho đạo quả của đế và tôn. Bọn họ lĩnh ngộ trở thành lĩnh ngộ của đế và tôn, khiến hai người đó thu hoạch thành tựu lớn đến không thể tưởng tượng. Đây là sắp xếp của đế và tôn, tụ tập lực lượng quần anh thời đại tiên đạo, cường giả các thời đại nâng cao chính mình, là vốn liếng để cho đế và tôn đi tới tận cùng đại đạo. Bọn họ được yêu đãi, nguyên thần to đến lạ thường. Ta từng nghe tiên đế kể, bọn họ đến từ vũ trụ không tu đạo quá, chỉ có nguyên thần. Chắc đó là lần đầu tiên đế và tôn tu luyện đạo quá, bọn họ mà sống lại sẽ là tồn tại cường đại nhất rồi. Giang Nam thu về tầm mắt, cười nói: nhưng đây là chuyện không biết bao nhiêu vạn năm sau,
khi đó chắc trên đời có rất nhiều đạo quân. Kế Đô Ma Tổ gật đầu nói, bất cứ ai miễn là hoàn thiện 3.000 đại đạo liền chứng đạo quân. Đương thời khá nhiều người chiếm được 3.000 đại đạo, không thiếu người có tư cách chứng đạo. Bất cứ người nào chứng đạo đều có lĩnh ngộ khác với 3.000 đại đạo của người khác. Đế và tôn phải chứa hết đại đạo lĩnh ngộ của bọn họ thì đạo quả mới trưởng thành, cần khá nhiều thời gian. Giang Nam ở lại Vô Thượng Ma Cảnh vài ngày, sau đó liền rời đi. Kế Đô Ma Tổ được 3.000 đại đạo, thế nhưng Giang Nam không chỉ điểm gã cặn kẽ như Tam Khuyết Tệ Phật hay Tịch Ứng Tình. Kế Đô là Ma Tổ, đi ra con đường của mình, không cần Giang Nam chỉ điểm. Kế Đô Ma Tổ tự mình lĩnh ngộ, ngược lại càng có lợi hơn. Lại qua vài năm, Giang Nam tìm thấy La Hầu La Ma Tổ trong ma giới. La Hầu La dẫn đám cường giả Huyền Châu đứng vững gót chân trong ma giới. Gã tìm một vô thượng ma cảnh khác tên là Ma Uyên Không Đáy, nằm ở trung tâm âm mưu nhất của ma giới. Dưới lòng đất có không gian khác, chính là Ma Uyên Không Đáy, không thua gì vô thượng ma cảnh của Kế Đô Ma Tổ. La Hầu La Ma Tổ và Kế Đô Ma Tổ, một người ở trên tầng mây, một người ở dưới lòng đất. Hai người có xích mích nên không tới lui với nhau. Nhưng thấy Giang Nam đến, La Hầu La Ma Tổ rất nhiệt tình chiêu đãi, có một tiểu đồng theo bên cạnh gã. La Hầu La Ma Tổ cười nói, giáo chủ, tiểu đồng này là tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên điểm ma thương, ta gọi nó là Ma Thiên. Ma Thiên tiểu đồng bước lên phía trước quỳ lạy. Ma Thiên bái kiến tổ sư, tổ sư nãy nãy. Giang Nam nhìn chằm chằm vào Ma Thiên. Tiểu đồng tuy nhỏ tuổi thế nhưng ma tính nặng nề, trong mắt tràn ngập dục vọng hủy diệt, phá hoại tất cả, hơn hai đạo tổ ma đạo chứ không kém. Giang Nam cười nói với La Hầu La Ma Tổ, tương lai Ma Thiên sẽ xuất sắc, không thua gì ngươi. Mười mấy năm sau, gia đình Giang Nam ở trong ma giới gặp đám người Thánh Ma Thiên Tôn, Vạn Chú Đạo Quân. Bọn họ tự chiếm lĩnh một ít động tiên. Mấy thiên quân, tiên quân khác cũng vào ma giới. Có một số đại thế lực trong tiên giới vào ma giới xây dựng lãnh địa. Vạn Chú Đạo Quân chiếm cứ động tiên, tuy không bằng hai đạo tổ, thế nhưng không nhỏ. Tên là Đăng Hồn Lĩnh, một địa điểm được ưu đãi. Nhiều núi đồi cao to hiểm trở, vách đá treo leo, có trời trăng ngôi sao ma bay giữa vách núi. Khá nhiều nguyên thủy chi khí, tiên thiên bản sơ chi khí, ma linh chi khí rơi vào đây có tác dụng kỳ diệu với hồn. Vạn Chú Đạo Quân luyện chế chú đạo thiên đàn vào chỗ này, vô số âm hồn chú đạo lang thang trong đăng lĩnh hồn. Vạn Chú Thiên Trung lơ lửng bên trên các ngôi sao, tăng thêm không khí kỳ dị. Hiện giờ khai thiên tích địa đã gần đến cuối, càng lúc càng nhiều nguyên thủy chi khí được sinh ra. Nơi nguyên thủy chi khí rơi xuống là thánh địa, thánh cảnh. Không phải ai cũng có phần, thế nhưng số phượng thánh địa, thánh cảnh rất nhiều. Sau khi tiên thiên thần đăng vỡ vốn, một lũ bất diệt linh quang rơi vào ma giới, sinh linh biến ra từ thần đăng cũng sắp sinh ra. Giang Nam đang định rời khỏi Đăng Hồn Lĩnh, chợt nghe tin tức. Hắn và Vạn Chú Đạo Quân chạy xe đến nơi tiên thiên sinh linh biến ra từ tiên thiên thần đăng. Khi Giang Nam, Vạn Chú Đạo Quân tới nơi đã tàn tiệc, sinh linh được khai thiên khí vận, công đức, tiên thiên thần đăng đã bị người cướp đi. Nhiều người chỉ thấy một luồng sáng trắng, một luồng sáng đen xẹt qua, sinh linh không cánh mà bay, không ai biết là người nào ra tay. Linh Châu Tử, Long Ngạn xuất thế, trong đó Linh Châu Tử được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên Hỗn Nguyên Châu. Long Ngạn được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên Kim Long Gián. Tiểu Vân Liên được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên Ngũ Sắc Liên. Ma Thiên được khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên Yểm Ma Thương. Cộng thêm khai thiên khí vận, công đức của tiên thiên Thần Đăng. Tám tiên thiên sinh linh có tư chất đạo quân đã có 5 người sinh ra. Giang Nam suy tư. Còn lại, sinh linh từ khai thiên khí vận, công đức tạo hóa trì môn, tiên thiên linh căn, tiên thiên ốn đế quan. Vạn Chú Đạo Quân lắc đầu nói, khi ta đến ma giới, vừa lúc Ma Kha Thiên Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn cướp khí vận công đức một trẻ sơ sinh, giết chết đứa bé, chuyển rời vào người một đứa bé trai. Hình như trẻ sơ sinh đó là tiên thiên sinh linh biến ra từ tiên thiên bất diệt linh quang tạo hóa trì môn. Khi ấy ta không kinh động đám người Ma Kha, định cướp trẻ sơ sinh, ai ngờ bị đám Ma Kha phát hiện, buộc phải bỏ chạy. Bây giờ chỉ còn sinh linh có khai thiên khí vận, công đức tiên thiên của Ôn Đế Quan và tiên thiên linh căn là chưa xuất thế thôi.
Giang Nam vội hỏi: Sao? Giết tiên thiên sinh linh, cướp khí vận công đức chuyển rời đến đứa bé trai sao? Vạn chú đạo hữu à, bộ dạng bé trai đó như thế nào? Vạn chú đạo quân miêu tả bộ dáng của bé trai: Đứa bé đó là huyết tổ chuyển thế. Giang Nam suy tư giây lát nói: Huyết tổ rất lợi hại, giờ được khai thiên khí vận công đức, e rằng tương lai thành tựu cao hơn kiếp trước rất nhiều. Tương lai tiên giới sẽ là gió tanh mưa máu rồi đấy. Giang Nam không ở lại ma giới lâu, ma giới nhỏ hơn tiên giới. Giang Nam đi du lịch chỉ vì muốn xem vũ trụ hồng hoang mới, mang Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên trải đời. Đại lộ Bảo Liễn quay về tiên giới, lại du lịch một phen. Khoảng trăm năm sau, gia đình Giang Nam gặp người quen cũ, Cản Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân và Trọng Quang Thiên Quân, ngồi tâm sự vài ngày rồi đi. Hắn cũng có gặp Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân, Đạo Vương, Giang Tuyết. Gia đình Giang Nam ở lại chỗ Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương một thời gian. Ba đạo tổ tiên đạo có cơ duyên riêng. Quân Đạo Nhân định cư trong Chí Thanh Thánh Cảnh, Hồng Đạo Nhân định cư ở Ngọc Thanh Thánh Cảnh, Bỉ Ngạn Nương Nương định cư ở Thiên Thanh Thánh Cảnh. Ba thánh cảnh trong tiên giới đẳng cấp tương xứng với vô thượng ma cảnh, ma uyên không đáy của Kế Đô Ma Tổ và La Hầu La Ma Tổ. Giang Nam du lịch một phen, trăm năm qua nhanh. Hôm nay Giang Nam định lái xe trở về Đại La Thiên, đột nhiên thiên địa sao động dữ dội, một tiếng nổ vang lên đứt tai như trời sập. Đại lộ Bảo Liễn dừng lại. Giang Nam, Thiên Vi mang hai nữ tử ra khỏi đại lộ Bảo Liễn, ngước lên nhìn. Nguyên tháp 33 trọng thiên chậm rãi nứt ra. Nguyên tháp vô cùng to lớn, trên nóc chạm bầu trời. Nhìn từ xa tốc độ nứt rất chậm, nhưng đến gần thì thấy tốc độ nguyên tháp tan vỡ làm người ta phải sợ hãi. Giang Nam nhìn nguyên tháp từ xa, thấy tiên thiên bất diệt linh quang câu thành nguyên tháp đã mục nát, bị chấn vỡ. Tiên thiên linh bảo này đã tiêu hao hết uy lực của nó. Lúc này trong tiên giới truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa khác, nguyên đỉnh cũng tự nứt ra. Hai tiên thiên linh bảo tan vỡ cùng một lúc. Chưa khai thiên hết hỗn độn, nhưng hai tiên thiên linh bảo đã tan vỡ. Ầm 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 ầm. Nguyên đỉnh nguyên tháp đột nhiên nứt ra thành mấy mảnh, vỡ thành từng linh quang bất diệt. Linh quang phân giải sắp tan biến, nhưng có vài tiên thiên bất diệt linh quang chưa vỡ bay tứ tán biến mất. Thiên hạ xôn xao, bao nhiêu cường giả sợ hết hồn hết vía, kinh khủng ngước nhìn trời, lo tiên giới sẽ bị hỗn độn hồng mông đè vỡ, sinh ra đại kiếp nạn diệt thế. Lại có các tiên quang bắn lên cao, bay ra ngoài trời, là cường giả trong tiên giới, muốn xem biên giới tiên giới có bị hỗn độn xâm lấn hay không. Giang Nam cảm ứng Đại La Thiên kỹ càng, lòng mấy động. Đại La Thiên ở thiên cao nhất tiên giới, bây giờ không có nhiều hỗn độn đè xuống, hỗn độn vẫn bị ngăn bên ngoài tiên giới. Điều này nói lên hỗn độn hồng mông bên ngoài tiên giới đã rất mỏng manh, không đủ áp lực đè sụp tiên giới. Giang Nam lên tiếng khen ngợi: Đạo không tính toán thật chuẩn, nguyên trùng vỡ trước có thể giữ lại một mảnh hỗn độn hồng mông cho hỗn độn của thần có chỗ trú chân. Giang Nam rất khâm phục thủ đoạn của Đạo Không đạo nhân. Đột nhiên một đội quân tiên nhân Huyền Châu theo Càn Khôn lão tổ dẫn dắt chạy tới gần. Quỷ Bà Thiên có mặt trong đó, Giang Nam dục dịch lái xe tới gần. Bệ hạ, lão thần đã cảm ứng trước nguyên tháp sẽ vỡ, biết cơ duyên lớn của mình đến rồi. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục nói: Nguyên đỉnh này đồng nguyên với lão thần, nếu được mảnh nhỏ của nguyên đỉnh thì lão thần sẽ có lợi rất lớn, nên lão thần năn nỉ Càn Khôn quân sư cùng đi tìm mảnh nhỏ của nguyên đỉnh. Giang Nam dục dịch Quỷ Bà Thiên và nguyên đỉnh đúng là đồng nguyên. Nguyên đỉnh là do thân thể linh bảo đạo chủ biến ra, nếu Quỷ Bà Thiên được mảnh nhỏ nguyên đỉnh sẽ được ích lợi rất lớn. Giang Nam dặn dò: Bà hãy cẩn thận. Đột nhiên vài tiên quang từ xa xẹt qua, Quỷ Bà Thiên dùng mình nhìn một luồng tiên quang. Quỷ Bà Thiên hét lên thất thanh: Tiên đế tương lai của tiên giới, người này đã có khí thượng tiên đế, không tầm thường, không tầm thường. Giang Nam vội vàng hứng vài tiên quang giật mình hỏi: Bà, tiên đế của tiên giới tương lai là người này sao? Tiên quang đó và vài tiên quang khác bay lên đỉnh tìm hiểu nóc tiên giới có bị hỗn độn hồng mông đè sụp hay không. Giang Nam thấy người trong tiên quang thì rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy là đương nhiên. Giang Nam thu về tầm mắt. Tiên giới thiếu nợ người này quá nhiều, hắn trở thành tiên đế tiên giới tương lai cũng đúng thôi. Càn Khôn lão tổ cười nói:
Giáo chủ, bây giờ nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh đã vỡ rồi. Sẽ xuất hiện ba sinh linh được khí vận khai thiên của ba linh báo. Giáo chủ có hứng thú không? Biểu tình của Giang Nam nghiêm túc nói: Quân sư, ba sinh linh này sớm có người đặt trước rồi, không dễ đụng vào đâu. Tim của Càn Khôn lão tổ rất kế bịch, giật mình hiểu ra. Phải rồi, nguyên trung, nguyên tháp và nguyên đỉnh là pháp bảo của đế và tôn cùng bất không. Ba tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận công đức của ba linh bảo này là đệ tử của đế và tôn bất không dự định trước. Nếu giành ba tiên thiên sinh linh, e rằng sẽ bị ba người đó xuống tay giết mất thôi. Càn Khôn lão tổ gật đầu, dẫn đám người rời đi. Gia đình Giang Nam leo lên đại lộ Bảo Liễn, bay hướng Đại La Thiên. Phía xa từng đợt tiên quang xẹt qua, lại là cường giả trong tiên nhân là hỗn độn đè sụp nóc tiên giới nên chạy đi quan sát. Trong đó có khá nhiều cường giả tiên giới cưỡi Bảo Liễn, lâu thiền xa hoa to lớn, xa xỉ còn hơn đại lộ Bảo Liễn của Giang Nam rất nhiều. Thanh thế kinh thiên động địa, hận không thể theo, trao hết bảo bối trên xe, trên thuyền. Giang Nam cũng mặc kệ, chậm rãi chạy đến Đại La Thiên. Khi sắp tới nơi, có người từ trên nóc tiên giới leo xuống, phát hiện Đại La Thiên thì chạy tới định cướp đi. Trên danh nghĩa, Đại La Thiên là một góc trời của Giang Nam, có thể biến to thu nhỏ. Giang Nam đặt Đại La Thiên ở đây là để lôi kéo nguyên thủy chi khí trên đường khai thiên, vì vậy hắn biến Đại La Thiên to ra. Đại La Thiên khổng lồ như một vũ trụ nhỏ. Trong Đại La Thiên, tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam biến thành các dị bảo, cùng khuyết liên tục lôi kéo nguyên thủy chi khí luyện vào Đại La Thiên. Trong 300 năm khai thiên, Đại La Thiên góp nhặt bao nhiêu là nguyên thủy chi khí. Trong Đại La Thiên, thậm chí thấy từng đợt nguyên thủy chi khí lững lờ trôi thành mây, rơi xuống thành mưa, tụ tập thành dòng sông, chảy ra thành biển. Trong Đại La Thiên, đạo âm và nguyên thủy chi khí chứa huyền diệu nối liền nhau, đinh đang êm tai như một thần khúc vậy. Đại La Thiên tỏa bảo quang đủ màu, hấp dẫn ánh mắt. Bảo quang chiếu rọi thiên cao nhất tiên giới như lưu ly chói mắt. Nơi này dù là dãy núi, cỏ cây, trời trăng sao, đám mây đều là dị bảo vô cùng hiếm thấy, hỏi sao không làm người ta khao khát cho được. Thế nhưng tồn tại đẳng cấp thiên quân có mạnh cách mấy cũng không lấy Đại La Thiên đi được, thậm chí không thể lay động nó. Đám người lần lượt tay trắng quay về nhưng không nỡ rời đi. Hiện giờ Đại La Thiên có thể nói là thánh cảnh tuyệt thế vô song, tốt hơn Chí Thanh, Ngọc Thanh, Thiên Thanh, thánh cảnh gấp chục lần, trăm lần, xứng là động thiên số một. Thoạt trông Đại La Thiên là vật vô chủ nên không ai muốn từ bỏ cơ hội. Các tiên nhân cường đại vòng quanh Đại La Thiên ngày càng nhiều hơn. Biển người đông đúc, tiếc không muốn đi. Trong đám người bỗng vang lên tiếng ồn ào: Thần giáo chủ, Thái Nhất thần giáo đến rồi. Uy nghiêm kinh thiên động địa vọt tới trước, các tiên nhân vội né tránh. Các cường giả Thái Nhất thần giáo vây quanh Thái Nhất thiên quân chậm rãi tiến lên, một nữ hài tử đi theo bên cạnh. Đế tôn ấn treo cao trên đầu Thái Nhất thiên quân bồng bềnh chìm nổi. Muôn vàn khí tượng ấn này là một trong 10 chí bảo tiên đạo, tượng trưng cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực, có uy nhiếp quỷ thần khó lường. Hiện nay trong thiên hạ, 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo đã vỡ nát. Có thể nói 10 chí bảo tiên đạo là pháp bảo mạnh nhất đương thời. Thần giáo chủ của Thái Nhất thần giáo, Thái Nhất thiên quân khống chế đế tôn ấn vừa ra mặt đã toát ra khí thế, quyền uy cái thế. Trọng thiên này hơi giống với nguyên thủy Đại La Thiên của Huyền Thiên giáo chủ. Thế nhưng nguyên thủy Đại La Thiên là thần thông, trọng thiên này là pháp báo, chẳng lẽ là của Huyền Thiên luyện ra sao? Thái Nhất thiên quân nhìn Đại La Thiên xem xét kỹ càng, lòng rung động. Thái Nhất thiên quân lòng máy động, uy nhiếp khủng bố phát ra từ đế tôn ấn, vô số tiên đạo đánh vào Đại La Thiên. Âm 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 âm. Uy lực đế tôn ấn cường đại biết mấy, uy nhiếp bộc phát làm các tiên vương tiên quân quanh Đại La Thiên rên rỉ, tu vi bị chấn áp, nơm nớp lo sợ, tiên đạo bị đè bẹp trong người không dám dục dịch. Đế tôn ấn đại biểu cho thiên quyền, thiên uy, thiên lực của thời đại tiên đạo, bất cứ ai dù là thiên quân, báu vật đạo quân, tiên quân, chức ấn này đều bị khắc chế, áp chế. Chỉ có cùng là pháp bảo chí bảo tiên đạo mới đối kháng với đế tôn ấn này được. Uy lực đế tôn ấn đánh vào, Đại La Thiên khẽ rung, xóa tan uy nhiếp, không bị tổn thương chút gì. Pháp bảo mạnh quá. Tim của Thái Nhất thiên quân đập nhanh, thu đế tôn ấn về, trầm ngâm nói:
Các tiên vương tiên quân cũng xôn xao. Một bà lão Thái Nhất thần giáo mắt lóe tia sáng, nhỏ giọng nói: Thần giáo chủ, uy lực pháp bảo này không thua gì đế tôn ấn, thần giáo chủ có thể thu nó hay không? Được thì được rồi, nhưng pháp bảo này do Huyền Thiên giáo chủ luyện, nếu ta thu pháp bảo của hắn, tức là trở mặt với hắn ta. Khóe mắt Thái Nhất Thiên Quân co giật, giắt tay nữ hài tử bên cạnh mình. Thái Nhất Thiên Quân lắc đầu nói: Bây giờ ta chưa chứng đạo quân, không tiện trở mặt với Huyền Thiên. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Đột nhiên Thái Nhất Thiên Quân dừng bước lại, ánh mắt cảnh giác nhìn vài tiên quang từ trên trời giáng xuống. Vạn vật đạo tổ khoác Thái Cực đạo bào, chống tiên thiên quyền trượng, mang theo hai đứa bé trai, hai đứa trẻ mặt mày thanh tú, linh khí kiếp người. Nhìn là biết tiên thiên sinh linh được khí vận thiên địa, rất giống với Linh Nhi mà Thái Nhất Thiên Quân dắt tay. Hai đứa bé bên cạnh vạn vật đạo tổ tràn ngập, một đứa ma tính, ánh mắt tự lửa đốt trời, một đứa thì đầy tiên tính, mắt trong suốt. Vạn vật đạo tổ nhìn Thái Nhất Thiên Quân, không quan tâm đến gã, ánh mắt nhìn nữ hài tử đi bên cạnh gã. Vạn vật đạo tổ biến sắc mặt, bước tới gần Thái Nhất Thiên Quân. Đế tôn ấn treo cao, uy lực càng nặng nề. Quyền trượng trong tay vạn vật đạo tổ phát ra tiên thiên bất diệt linh quang rất là kinh người. Không chỉ thế, có một chấn đạo đỉnh hiện ra treo trên đầu hai đứa bé trai bảo vệ chúng nó. Ánh sáng xanh sao động trên đầu Thái Nhất Thiên Quân. Hai thiên quân bước ra là đế thân và tôn thân của gã. Cả hai gia cố đế tôn ấn, cảnh giác như gặp kẻ địch lớn. Thái Nhất, cho đến nay ngươi chưa từng lộ ra thực lực thật sự, che giấu rất sâu, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Vẻ mặt của vạn vật đạo tổ thản nhiên nói: Nữ hài tử bên cạnh ngươi là thân thể kiếp trước của ta, khai thiên chết biến ra, được khai thiên khí vận, công đức tiên thiên linh căn sinh ra. Nữ hài tử có duyên sâu với ta, xin Thái Nhất giáo chủ hãy trả lại cho ta. Thái Nhất Thiên Quân cười to, khí thế hùng dũng. Vạn vật giáo chủ, trong 8 tiên thiên pháp bảo có 6 cái là làm từ thân thể của ngươi, nhưng ngươi thua hai sư tôn của ta, thua hết 6 báu vật này, nên chúng nó không còn liên quan gì đến ngươi cả. Tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức có liên quan gì đến ngươi đây? Bọn họ có duyên với ai thì rơi vào tay người đó thôi. Thiên linh và ta có duyên, nhận ta làm phụ thân. Đời này Thái Nhất Thiên Quân ta không có người thân, khó khăn lắm mới được một nữ nhi như vậy, ai dám cướp đi thì ta liều mạng với kẻ đó. Vẻ mặt vạn vật đạo tổ thản nhiên ung dung nói: Giết ngươi rồi cướp thiên linh thì ngươi hết ý kiến phải không? Mắt của Thái Nhất Thiên Quân tràn ngập sát khí, đại đạo ẩn hiện trong người gã. Thái Nhất Thiên Quân lạnh lùng cười: Ngày xưa Huyền Thiên giáo chủ độ kiếp, ta chưa từng thi triển bản lĩnh thật, là vì lo đại đạo quá mạnh, chịu kiếp thay cho Huyền Thiên. Bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh đều đã vỡ nát cả, trong thiên hạ không còn ai làm gì được ta cả. Vạn vật, hôm nay ta sẽ cho người thấy bản lĩnh đạo chủ của ta. Khí thế của vạn vật đạo tổ rất thản nhiên. Thái cực đồ hiện ra trên Thái cực đạo bào, 9 kiếp đại đạo dung hợp làm một thành tiên đạo kiếp này. Thái cực đồ bay ra chia âm dương, hai con cá bơi lội, linh quang cấu thành hình dạng tiên thiên pháp bảo bồng bềnh trong Thái cực đồ. Có 9 tiên thiên pháp bảo, trong đó 6 món là tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên yểm ma thương, tạo hóa chi môn, tiên thiên kim long giản, 6 báu vật khai thiên. Khí thế Thái Nhất Tiên Quân bộc phát hoàn toàn, đại đạo mơ hồ có xu hướng biến thành linh quang bất diệt, như rồng như rắn bay lượn. Đây là đại đạo mới mẻ, không nằm trong tiên đạo, không xếp vào hàng đại đạo tiền sử nào. Nó không có tiên đạo nhiều biến, chỉ có một đại đạo nhưng rất dày nặng, chắc chắn hơn xa đạo và lý khác. Thái Nhất Thiên Quân che giấu thực lực, lúc Giang Nam độ kiếp, gã chưa từng bùng nổ hết sức mạnh. Giờ phút này, vì nữ hài tử tên Thiên Linh, Thái Nhất Thiên Quân không tiếc lộ ra thực lực đã che giấu từ lâu. Thái Nhất Thiên Quân biết gã kém hơn vạn vật đạo tổ một bậc, dù gì vạn vật đạo tổ cũng là cường giả 9 kiếp, suốt 9 kiếp chứng đạo quân. Kiếp này vạn vật đạo tổ đã đi đến tận cùng, dung hợp đại đạo 9 kiếp đạo quân luyện thành Thái cực tiên đạo, là đối thủ rất khủng bố. Hai người giằng co, ba đứa trẻ sớm bị cường giả thuộc hạ hai phe ôm đi, tránh cho bị thương.
khí thế của Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ càng lúc càng mạnh, không khí căng thẳng. Lúc này có tiếng ngựa hí, rồng ngâm trầm thấp vang lên. Tám con tiên thiên long giao mã, một chiếc đại lộ bảo liễn lăn bánh tới, chạy ngang qua hai cường giả tuyệt thế. Nơi bánh xe nghiền qua, các cảnh tượng tiên thiên pháp bảo trong Thái Cực Đồ của Vạn Vật Đạo Tổ bị nghiền nát, hằn dấu bánh xe thật sâu. Trong người Thái Nhất Thiên Quân phát ra đại đạo trước giờ chưa từng có. Đại đạo có xu hướng biến thành linh quang bất diệt cũng bị bánh xe nghiền thành hai nửa. Thái Nhất Thiên Quân khẽ rên, thu lấy đại đạo của mình, nghi ngờ nhìn đại lộ bảo liễn. Vạn Vật Đạo Tổ cũng biến sắc mặt nhìn bảo liễn, con mắt một đen một trắng như muốn nhìn thấu xem ai ngồi bên trong. Tám con long giao mã vui vẻ hí, cái đuôi nhếch cao rất là kiêu ngạo. Chúng nó kéo đại lộ bảo liễn đi qua mặt hai thiên quân tuyệt thế, đi vào Đại La Thiên. Tám long giao mã đậu đại lộ bảo liễn ngay trước Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau bảo điện có một gốc đế hoàng thụ cao cao đứng thẳng. Một nữ hài tử lanh lợi đáng yêu nhảy xuống xe, tay túm đuôi một đóa khánh vân, tay kia dắt một nữ hài tử khác. Tiểu cô nương trong trẻo nói: "Hai vị thúc bá, phụ thân ta mời các ngươi vào cung gặp mặt." Thái Nhất Thiên Quân hít sâu nói: "Phụ thân của ngươi là..." Vạn Vật Đạo Tổ thu Thái Cực Đồ biến thành đạo bào mặc lên người, ra hiệu cho hai bé trai theo mình. Vạn Vật Đạo Tổ đi hướng Đại La Thiên, lạnh nhạt nói: "Không kiêng nể gì, phá tan khí thế của hai ta, nghiền áp pháp bảo chúng ta, làm chúng ta mất mặt, lại còn vô sĩ mời chúng ta làm khách ư? Mặt dày bụng đen lại có thực lực như vậy, trong thiên hạ trừ Huyền Thiên giáo chủ ra không thấy người thứ hai. Huyền Thiên giáo chủ, ta nói có đúng không?" Giang Nam đi xuống đại lộ bảo liễn, ngước đầu cười nói: "Đạo hữu đừng nói vậy, ta không dám nhận đâu. Thái Nhất đạo hữu à, mời vào cung ngồi chơi." Thái Nhất Thiên Quân hừ mạnh, ôm nữ hài tử thiên linh bước vào Đại La Thiên. "Ta sợ ngươi sao?" Vạn Vật Đạo Tổ, Thái Nhất Thiên Quân ngẩng cao đầu bước vào Đại La Thiên. Hai người là một trong những tồn tại cường đại nhất đương thời. Đại La Thiên là pháp bảo của Giang Nam, nhưng Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ không sợ chút nào. Tuy nhiên hai người vào trong Đại La Thiên nhìn phong cảnh liền biến sắc mặt. Pháp bảo khác đều làm bằng tiên kim tiên liệu, dù là chí bảo tiên đạo cũng không ngoại lệ. Mọi thứ trong Đại La Thiên, một gốc cây ngọn cỏ, một đóa hoa tảng đá đều làm bằng tiên thiên bất diệt linh quang. Cái gọi là tiên kim tiên liệu chỉ có tác dụng hỗ trợ. Lúc này, Vạn Vật Đạo Tổ, Thái Nhất Thiên Quân mới nhận ra điểm khủng bố của Giang Nam. Hai người cũng có tiếp xúc đẳng cấp tiên thiên bất diệt linh quang. Trong đó, Vạn Vật Đạo Tổ giỏi nhất là tiên thiên bất diệt linh quang, cần đạo tâm thông thấu bất diệt, đại đạo linh hóa, tiếp đó dung hợp. Đạo tâm bất diệt là đại đạo bất diệt. Chín kiếp Vạn Vật Đạo Tổ đều luyện đạo và thân thể thành tiên thiên bất diệt linh quang. Vạn Vật Đạo Tổ lĩnh ngộ linh quang còn cần ngoại vật, đó là cơ thể. Vạn Vật Đạo Tổ cần thân thể làm dụng cụ chứa mới diễn biến tiên thiên pháp bảo được. Kiếp này Vạn Vật Đạo Tổ dần vượt qua cảnh giới này. Nếu kiếp này gã lại luyện pháp bảo thì không cần nương nhờ ngoại vật nữa, có thể dùng đại đạo hỗn hợp đạo tâm diễn biến bất diệt linh quang, chế tạo tiên thiên pháp bảo. Bởi vậy loại pháp bảo này là linh bảo. Trước mắt Vạn Vật Đạo Tổ còn trong giai đoạn thăm dò, chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cách luyện hóa linh bảo. Thái Nhất Thiên Quân được yêu đãi, gã vốn được dưỡng dục trong Tịch Diệt Thiên Hỏa, sau khi thời đại chú đạo bị hủy diệt, chuẩn bị sinh ra trong thời đại tiếp theo. Thái Nhất Thiên Quân vốn nên là đạo chủ của thời đại kế tiếp, trời sinh có sức lĩnh ngộ đại đạo thâm sâu. Qua thời gian dài tu hành, cảm ngộ, Thái Nhất Thiên Quân sờ soạng đến ngưỡng cửa tiên thiên bất diệt linh quang, đại đạo đã bắt đầu linh hóa. Nhưng Thái Nhất Thiên Quân chỉ mới tiếp xúc tiên thiên bất diệt linh quang, kém hơn Vạn Vật Đạo Tổ lĩnh ngộ một cảnh giới. So với bọn họ, Đại La Thiên lại càng hoàn toàn, dần đến đẳng cấp bỏ ngoại vật, một mình linh quang cấu thành pháp bảo. Điều này nói lên tạo nghệ tiên thiên bất diệt linh quang của Giang Nam đã đi trước bọn họ, hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Vạn Vật Đạo Tổ, Thái Nhất Thiên Quân càng đi lại càng kinh hoàng. Trong Đại La Thiên treo chuông, trống, sen trong hồ, núi tiên trong biển, ngọc vũ quỳnh đài, lầu các đình tạ, thậm chí treo minh kính, đường quốc khỉu, cầu cong cong, tất cả dùng hình dạng tiên thiên pháp bảo mà cấu trúc thành. Trời, trăng, sao, mây khói đều như vậy. Cây cối hoa cỏ cũng không ngoại lệ. Những hình dạng tiên thiên khác nhau
chứa đại đạo cũng khác nhau, không cái nào lặp lại. Vạn vật đạo tổ sống chín kiếp, thấy rộng biết nhiều, cũng không đếm hết được hình dạng của đại đạo. Một tòa đại la thiên do vô số hình dạng tiên thiên pháp bảo cấu trúc, từ lý niệm thì đã vượt qua đẳng cấp linh bảo, nguyên trung, nguyên tháp và nguyên đỉnh, nên đến trình độ cao hơn. Đại la, chữ đại nghĩa là rộng lớn, mênh mông, vô biên vô hạn, là bao la, là toàn diện. Đại la thiên của Giang Nam thể hiện chữ la đến tận cùng, khắp nơi là nguyên thủy chi khí, chí thanh chi cảnh, không trung vang lên vô thượng đạo âm. Nhìn như không lớn, nhưng Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ tin tưởng, nếu Giang Nam mất trí phát cuồng, vận chuyển đại la thiên, cho nó biến to ra, có lẽ sẽ hoàn toàn bao phủ nóc tiên giới, biến thành thiên cao nhất tiên giới. Mọi người đều thấp hơn Giang Nam một cái đầu, sống bên dưới của hắn. Thái Nhất Thiên Quân, vạn vật đạo tổ liếc nhau thầm nghĩ. Cái tên Huyền Thiên, ngó bộ dáng, thuộc loại điên rồi. Nếu còn đế và tôn, bất không hạn chế, thì hắn sẽ không làm chuyện hoang đường. May mắn tu vi của Huyền Thiên chưa đến trình độ phát cuồng. Nếu hắn chứng đạo đạo quân thì mới là kinh khủng. Hiện tại hắn vẫn còn là sơ kỳ thiên quân, vẫn có cơ hội thắng hắn. Trong đại la thiên của Huyền Thiên có tiên kim, những tiên kim này đều là tạp chất cả. Nếu Huyền Thiên không dùng tiên kim mà luyện thành đại la thiên thì đúng là vô địch thật. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, phu phụ Giang Nam đón chào Thái Nhất Thiên Quân và vạn vật đạo tổ vào đại điện. Mọi người ngồi xuống, toàn mang theo người nhà. Thái Nhất Thiên Quân dẫn nữ hài tử Thiên Linh, bên cạnh Giang Nam có Giang Tuyết Tình, Tiểu Vân Liên. Vạn vật đạo tổ mang hai bé trai. Mấy người nhìn xung quanh, sinh linh được khai thiên khí vận công đức từ tiên thiên pháp bảo trong thiên hạ có 4 đang tụ tập tại đây. Giang Nam nhìn hai bé trai đứng bên cạnh vạn vật đạo tổ, cười nói: Vạn vật đạo hữu, hai đứa bé này là tiên thiên sinh linh, sinh ra từ khai thiên khí vận công đức của tiên thiên thần đăng, tiên thiên Hỗn Nguyên Châu đúng không? Thì ra đạo hữu cướp bọn họ đi. Ta còn khó hiểu là ai lấy đi tiên thiên sinh linh sinh ra từ khai thiên khí vận công đức thần đăng trước ta. Hóa ra lại là đạo hữu đấy. Vạn vật đạo tổ gật đầu nói: Được khai thiên khí vận công đức tiên thiên Hỗn Nguyên Châu là Linh Châu Tử, được khai thiên khí vận công đức của tiên thiên thần đăng là Định Quang. Bởi vì tiên thiên thần đăng từng bị huyết tổ xâm nhiễm, nuốt thần đăng vào bụng hàng vạn năm liền đã dính ma tính. Cộng thêm tiên thiên thần đăng chết vì khai thiên, không cam lòng nên ma tính rất nặng. Giang Nam gật gù đồng ý. Huyết tổ được tiên thiên thần đăng nuốt đèn vào bụng, ở trong dòng thời gian vạn năm định luyện hóa nó. Tiên thiên thần đăng xâm nhiễm ma tính của huyết tổ là chuyện bình thường. Còn về tiên thiên pháp bảo không cam lòng chết đi, trong công đức khai thiên chứa ma tính cũng không lạ. Khai thiên khí vận công đức tiên thiên yểm ma thương biến thành ma thiên, tiểu đồng cũng rơi vào ma giới. Vạn vật đạo tổ nhìn hai nữ hài tử Giang Thiết Tình, Tiểu Vân Liên bên cạnh Giang Nam thắc mắc hỏi lai lịch. Giang Nam cười nói: Đây là tiểu nữ Tuyết Tình, cơ duyên xảo hợp được La Thiên Khánh Vân. Còn Vân Liên là ta vô tình gặp, nhận làm nghĩa nữ. Thái Nhất Thiên Quân giải thích lai lịch nữ hài tử Thiên Linh, lại là kiểu gã du lịch bốn phương tìm động thiên phúc địa, gặp trẻ sơ sinh khóc trong địa thủy phong hỏa, hầu như bị môi trường nguy hiểm giết đi. Thái Nhất Thiên Quân động lòng chắc cẩn ôm trẻ sơ sinh, bỗng băng tuyết tan rã, trong thoáng chốc đại thủy phong hỏa dâng lên, dâng trào ức vạn dặm liền bình lặng. Vô số cây cỏ xanh tươi chu lên mặt đất, xanh biếc mơn mởn, hoa tươi nở rộ, cây cối ôm tùm thành rừng. Lúc này Thái Nhất Thiên Quân mới biết nhặt được bé gái không tầm thường. Giang Nam khen ngợi, phất tay nói: Tình nhi, hãy mang mấy đệ đệ muội muội đi chơi trong đại la thiên, vi phụ và hai thúc bá của ngươi có chuyện cần bàn. Giang Tuyết Tình cười toe toét vỗ tay nói: Liên Liên, Linh Linh, Quang Quang, Châu Châu, chúng ta ra ngoài chơi. Đại la thiên của phụ thân rất vui, lần trước ta đến đây còn chưa đi chơi hết được, đã bị phụ thân bắt đi du lịch tiên giới rồi. Hôm nay chúng ta phải thám hiểm trọn vẹn. Mấy đứa nhóc thích chơi hớn hở theo đuôi Giang Tuyết Tình đi ra ngoài. Vẻ mặt của Định Quang hở hứng, trong mắt tràn ngập ma tính, lạnh băng nói: Đừng gọi ta là Quang Quang, tương lai ta sẽ hùng cứ đỉnh tiên giới, tiếu ngạo thiên hạ, chúa tể sinh tử, chúng sinh vô tận. Gọi ta là Quang Quang sẽ là vết bẩn cho ta sau này. Giang Tuyết Tình chớp mắt hỏi: Vậy kêu ngươi là Định Định?
mặt Định Quang cứng ngắc lại. Hay Mông Mông? Định Quang ngẫm nghĩ, cảm thấy xưng hô này càng tạo nên vết bẩn lớn hơn. Giờ lát sau, Định Quang ấp úng nói, thôi kêu Quang Quang đi. Mấy đứa trẻ đi sâu vào Đại La Thiên, không lâu sau đã rất quen thuộc. Đám nhóc bị Đại La Thiên hấp dẫn là hét chơi rất vui. Định Quang ma tính nặng, lạnh băng. Tiểu Vân Liên danh mãnh nghịch ngợm, thích giả bộ đáng yêu. Linh Châu Tử chân chất, nữ hải tử thiên linh băng tuyết thông minh. Giang Tuyết Tình lớn tuổi nhất, rất nhanh thành đại tỷ trong đám nhóc. Mấy đứa trẻ la lịch không tầm thường, thế nhưng còn nhỏ tuổi. Thấy trong Đại La Thiên treo chung to là leo lên gõ chuông rung, mỗi lần chuông rung phát ra thanh âm khác nhau, giai điệu du dương làm người ta rất muốn gõ tiếp. Đám nhóc lại chạy đến hồ nước hái hoa sen. Trong hoa sen dưỡng dục đại đạo, hấp thu các lũ nguyên thủy chi khí. Mấy đứa nhỏ chỉ ăn một đóa đã trứng bụng ợ chua. Mấy đứa nhỏ lại leo cây hái trái. Trái cây đỏ rực ăn vào bụng, cảm giác trứng phình biến mất. Khi đã chơi mệt, năm đứa nhỏ nằm trong tổ chim. Định Quang bỗng ngồi dậy, chỉ trời vẽ đất, bộ dạng đại tông sư nói: tương lai ta sẽ là chủ thiên hạ, chủ trướng hai thế giới tiên ma. Mọi người dù là tiên hay là ma đều phải nghe lệnh của ta cả. Tiểu Vân Liên tội nghiệp hỏi: người chiếm hết thiên hạ rồi thì Liên Liên làm sao? Định Quang mềm lòng vò đầu nói: không thì chỉ cho người một khối vậy. Người lấy tiên giới, ta lấy ma giới, ngươi thấy sao? Tiểu Vân Liên rất vui, vỗ tay bồm bộp. Đột nhiên Tiểu Vân Liên mặt ủ mày chau nói: còn Tuyết Tình tí, Linh Linh tí, Châu Châu ca ca cũng không có chỗ à? Bọn họ không có nơi thì phải làm sao? Định Quang gật đầu nói: Linh Linh muốn khối nào? Thiên Linh ngẫm nghĩ, chán hiện ra một gốc cây non. Thiên Linh cười nói: tương lai ta trồng gốc cây này, rễ cây phủ đến chỗ nào thì nơi đó là địa bàn của ta, được không? Định Quang vỗ tay nói: được. Định Quang không quan tâm nói: cây của ngươi nhỏ xíu à, không chiếm bao nhiêu đất được, tùy ngươi thôi. Châu Châu ca, ca muốn chỗ nào? Linh Châu Tử giã đầu cười chân chất: các ngươi chia sao cũng được, ta không đòi hỏi. Đám nhóc lao nhau lên: vậy thì sao được? Mọi người đều muốn mà, người không lấy là không công bằng đâu. Linh Châu Tử nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết muốn cái gì. Giang Tuyết Tình cười tủm tỉm: nơi nào có đất là của chúng ta, vậy bầu trời thuộc về Châu Châu ca ca đi. Mấy đứa nhỏ gật đầu đồng ý. Linh Châu Tử nhăn nhó nhìn Giang Tuyết Tình. Linh Châu Tử nói: chúng ta chia hết hai giới tiên ma rồi, Tình Tình tỷ tỷ làm sao đây? Giang Tuyết Tình đứng dậy, rất có bộ dáng đại tỷ. Một tay Giang Tuyết Tình kéo đuôi La Thiên Khánh Vân, phong độ đại tỷ, hùng hồn nói: ta lớn nhất, các ngươi đều nghe lời ta. Ta kêu các ngươi làm gì thì làm cái đó vậy. Dám cãi lời ta, ta sẽ đánh đòn các ngươi. Mấy đứa nhỏ ngẫm nghĩ gật đầu. Định Quang hơi sợ Giang Tuyết Tình nói: vậy cũng được, quyết định vậy đi, không được nuốt lời. Vân Liên cười nói: ai nuốt lời là chó con. Ai đổi ý là chó con, ngoéo tay nào. Nếu có người định cướp chỗ của chúng ta thì làm sao đây? Bỗng Linh Châu Tử nhỏ giọng nói: chắc chúng ta không đánh lại người ta đâu. Mấy đứa nhỏ cười toe toét, ngoéo tay trong tổ chim. Không ai ngờ mấy câu nói đùa vô tri của con nít đó quyết định cách cục hai giới tiên ma thời đại tiên đạo mấy trăm vạn năm sau, kéo dài mấy chục ức năm. Cũng trong lúc đó, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Giang Nam cười tủm tỉm, Thái Nhất Thiên Quân cũng cười, Vạn Vật Đạo Tổ mặt không biểu tình, bộ dáng cao thâm khó dò. Phu nhân, lui xuống đi. Giang Nam cười nói với Thiên Vi: hai vị tồn tại mạnh nhất tiên giới đến chơi nhà, chắc có chuyện cần bàn. Thiên Vi đứng dậy, mỉm cười xin phép Thái Nhất Thiên Quân và Vạn Vật Đạo Tổ: hai vị đạo hữu, xin đừng đánh bị thương lão gia nhà ta. Hai người cười đáp lễ. Thái Nhất Thiên Quân cười nói: không đánh bị thương, không đánh. Thiên Vi ra khỏi đại điện, ngoái đầu dặn Giang Nam: lão gia, hai vị đạo hữu là khách, đừng làm quá à. Ở bên ngoài đánh chết thì thôi, còn đây là trong nhà chúng ta, nên chừa chút mặt mũi đi. Thái Nhất Thiên Quân nghe vậy mắc cục nghẹn, khóe mắt Vạn Vật Đạo Tổ cũng co giật. Giang Nam cười hỏi:
hai vị đạo hữu ai lên trước đây? Thái Nhất Thiên Quân nhìn Vạn Vật Đạo Tổ, hắng giọng nói: người lớn nhường trước, mời Vạn Vật Đạo Huynh. Vạn Vật Đạo Tổ mặt không biểu tình, chậm rãi nói: Thái Nhất đạo hữu, người sẽ thua chắc thôi, mời người đi trước đi, không chừng tranh thủ chút cơ hội thắng cho ta. Thái Nhất Thiên Quân cười toe toét, ngầm nghiến răng: Thiên Vi nói cho bọn họ chút mặt mũi, ý là bọn họ thua chắc. Vạn Vật Đạo Tổ kêu Thái Nhất Thiên Quân đánh trước để thăm dò bản lĩnh của Giang Nam, chờ nhìn thấu thủ đoạn của hắn mới có cơ hội thắng. Nghĩa là Thái Nhất Thiên Quân sẽ thua chắc, nên gã rất tức giận. Chuyện đã đến nước này, Thái Nhất Thiên Quân không đánh không được. Đã đến đây rồi, phải thăm dò gốc khác của Giang Nam thế nào. Thời gian dài qua đi, không ai biết tu vi thực lực của hắn đã đến trình độ nào. Nếu không biết rõ thực lực của Giang Nam thì Thái Nhất Thiên Quân ăn ngủ không yên. Thái Nhất Thiên Quân là loại người hùng tâm hừng hực, có chí khí. Thái Nhất Thiên Quân định phục hồi thời đại của mình, chứ không phải được chăng hay chớ trong thời đại tiên đạo này. Vạn Vật Đạo Tổ là chính ngại, các cường giả khác cũng vậy, nhưng Giang Nam là cái gan lớn nhất với Thái Nhất Thiên Quân. Hiện giờ là cơ hội siêu tốt. Trong Đại La Thiên, bọn họ là khách, Giang Nam sẽ không đánh bọn họ thừa sống thiếu chết. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thăm dò năng lực của Giang Nam. Vạn Vật Đạo Tổ lại có lý do khác với Thái Nhất Thiên Quân. Vạn Vật Đạo Tổ là kẻ cuồng cầu đạo, không có giá tâm đảo điên tiên đạo như Thái Nhất Thiên Quân. Mục đích của Vạn Vật Đạo Tổ đơn giản là nghiệm chứng đạo hạnh, thực lực của mình. Kiếp này, mục tiêu của Thái Nhất Thiên Quân là đứng ở tận cùng đại đạo, tìm kiếm cách khiến tịch diệt kiếp không bao giờ đến. Đứng ở tận cùng đại đạo cần có tín niệm và thực lực vô địch. Giang Nam là đối thủ Vạn Vật Đạo Tổ cần phải đánh bại. Lý do hai người ra tay khác nhau, thế nhưng đánh bại Giang Nam là mục đích chung của Thái Nhất Thiên Quân và Vạn Vật Đạo Tổ. Giang Nam biết xe của hắn nghiền thái cực đồ của Vạn Vật Đạo Tổ, đại đạo của Thái Nhất Thiên Quân khiến hai người không chịu thua. Bởi vì khi đó Vạn Vật Đạo Tổ, Thái Nhất Thiên Quân đang giằng co, không đề phòng người khác, Giang Nam lăn xe vào giữa là thừa dịp nên hai người không phục. Chỉ có đường đường chính chính đánh bại bọn họ mới khiến Vạn Vật Đạo Tổ và Thái Nhất Thiên Quân nhận thua được. Mục đích của Giang Nam không chỉ có thế. Một trong hai người này có tướng tiên đế, tương lai sẽ lên ngôi đế. Bây giờ cảnh cáo một phen để cho họ biết ngoài người có người, ngoài trời có trời, tránh cho tương lai không nghe lời. Giang Nam muốn biết là ai lên ngôi đế. Muốn trở thành tiên đế hai giới tiên ma, bây giờ phải có bản lĩnh tài năng chấn áp quần hùng. Hiện giờ vũ trụ bao la vô biên, 3.000 tiên châu, ma châu tụ tập, lớn hơn tiên giới lúc trước gấp vạn lần. Muốn thống trị vũ trụ này cần có thực lực đạo quân. Giang Nam muốn thông qua trận chiến này tìm hiểu cảnh giới tu vi của Vạn Vật Đạo Tổ và Thái Nhất Thiên Quân đến giai đoạn nào trong thiên quân, dùng vũ khí nào để chứng đạo quân. Đây chính là ý đồ của Giang Nam. Bên trong đại điện, mắt ba người hấp háy giây lát, Thái Nhất Thiên Quân hắng giọng cười nói: nếu vậy thì ta ra tay trước vậy, lần này đánh nhau không thương hỏa khí. Một tiếng nổ vang lên điếc tai, ánh sáng xanh bốc lên từ đầu Thái Nhất Thiên Quân. Đế thân và tôn thân đứng trong ánh sáng xanh, đại đạo ầm vang như sóng xô bờ. Đế thân tôn thân đều là thiên quân cả, thân thể mỗi người quấn quanh 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo vốn là thô phôi, tuy đó là đại đạo đẳng cấp đại phiên mãn đạo quân, thế nhưng không hoàn chỉnh, chỉ có cái khuôn. Lúc này Thái Nhất Thiên Quân dựa vào lĩnh ngộ tiên đạo của mình bổ sung 3.000 đại đạo đã được 7-8 phần. Hoàn thiện 3.000 đại đạo là rất khó khăn. Bất cứ 3.000 đại đạo nào cũng đều cần có sự lĩnh ngộ, hiểu biết rất cao về tiên đạo, cần dùng công sức suốt đời để hoàn thiện. Thái Nhất Thiên Quân hoàn thiện 3.000 đại đạo cùng một lúc, hoàn thiện đến trình độ này đúng là không đơn giản. Khi đối diện với Vạn Vật Đạo Tổ thì Thái Nhất Thiên Quân không lấy ra 3.000 đại đạo, bây giờ tất cả cùng xuất hiện, có thể thấy gã chú trọng Giang Nam còn hơn cả Vạn Vật Đạo Tổ. Đế thân và tôn thân khởi động 3.000 đại đạo có xu hướng vượt qua thiên quân. Không chỉ thế, Thái Nhất Thiên Quân thể hiện điểm mạnh của thiên quân hợp đạo. Tiên giới dưới Đại La Thiên chấn động, ma giới cũng rung động, vô số đại đạo ầm vang chen chúc mà đến, lực lượng thiên địa gia cố đế thân và tôn thân của Thái Nhất Thiên Quân. Thực lực đế thân tôn thân liên tục tăng vọt, bây giờ tiên đạo dần dần hưng thịnh, lực lượng thiên địa càng cường đại hơn trước kia. Lực lượng tiên đạo gia cố khiến cho đế thân tôn thân mạnh gấp mấy lần.
Thái Nhất thể hiện đầy đủ ưu điểm của một thiên quân. Không chỉ thế, Thái Nhất thiên quân có sở trường khác mà thiên quân không có, đó là đế thân tu luyện công pháp của Diệp Lân tiên đế, tôn thân tu luyện công pháp của Thanh Liên tiên đế. Mặc dù công pháp trước kia của đế và tôn thế nhưng cũng khá lợi hại, là tuyệt học đỉnh cao nhất. Thực lực đế và tôn cường đại biết mấy, trước khi trọng sinh đã là nổi bật nhất trong các đời đạo quân, kiếp này bọn họ lại càng mạnh. Công pháp trước khi đế và tôn trọng sinh rất khủng bố. Thái Nhất thiên quân là đệ tử của đế và tôn, có hai công pháp tuyệt đỉnh đạo quân. Đế thân tôn thân chưa phải mặt mạnh nhất của Thái Nhất thiên quân, điểm mạnh của gã chính là bản thể. Đạo chủ của thời đại chưa sinh ra đã hủy diệt, Thái Nhất thiên quân kế thừa đại đạo, khí vận thời đại đó. Giang Nam một người một thời đại, Thái Nhất thiên quân cũng vậy. Bản thể Thái Nhất thiên quân mạnh hơn hai phân thân. Hai phân thân có lực lượng thiên địa, thời đại tiên đạo gia cố, không dẫn động nhiều lực lượng thiên địa được. Bản thể Thái Nhất thiên quân có lực lượng một thời đại gia cố, giấu trong cơ thể. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của gã.